Một đường dây mua bán dâm gồm các hoa hậu, người mẫu, MC đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Người điều hành đường dây này là Kiều Đại Vũ, 22 tuổi, đã bị cơ quan điều tra khởi tố từ ngày 6 tháng 8. Trước đó, vào ngày 30 tháng 8, lực lượng công an đã bắt quả tang nhiều hoa hậu, á hậu, diễn viên điện ảnh, MC đang mua bán dâm với giá 8.000 đô la Mỹ một đêm. Trong đó, hoa hậu có giá 25.000 đô la Mỹ tại một khách sạn tại quận 1, còn đi dài ngày có giá hàng chục ngàn đô. Bước đầu, Vũ khai từ tháng 9 năm 2017, Vũ làm quen với các hoa hậu, á hậu của các cuộc thi sắc đẹp, các diễn viên điện ảnh để mời họ tham gia vào đường dây. Sau đó, Vũ đăng hình ảnh khoe thân lên Zalo để tìm khách. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mời làm việc đối với nhiều hoa hậu, á hậu, hoa khôi, MC, diễn viên liên quan.